thấy đó là kết quả là tác phẩm của buổi vẽ tranh theo nhạc của rất là nhiều các bạn. Các con nhìn trên này thấy rất là nhiều màu sắc đúng không? Và khi nhìn vào tác phẩm này thì chúng ta sẽ tùy theo trí tưởng tượng của mình để chúng mình sẽ tìm hình. Và đây mới chỉ là một đoạn của vẽ theo nhạc thôi. Sau đó chúng mình sẽ còn tìm hình và cắt ra để tạo thành tác phẩm. Nhưng mà hôm nay với thời gian như thế này thì các cô cho các bạn sẽ xem cái buổi vẽ theo nhạc như thế này thôi. Còn thời gian thì chúng mình sẽ ở trên lớp, chúng mình sẽ hoàn thành tiếp, đúng không? Các con thấy có đẹp không? Chúng mình có tưởng tượng được nhiều hình không nhở? Ừ, có cảm ơn các con.